Mời cộng đoàn cùng lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa. 21. Con sâu trong tảng đá Một hôm Đức A la gọi một thiên sứ đến và truyền lệnh, ngươi hãy xuống trần gian để đưa về đây người đàn bà quá có bốn đứa con thơ. Thiên sứ ra đi, gặp ngay người đàn bà quá đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn người đàn bà với bốn đứa con dạy, rồi lại lên Đức A la để tha thiết ngài xin rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể những tâm tách lìa người mẹ khỏi những đứa con thơ ấy? nhưng lời van xin của sứ thần chẳng mảy may đánh động được đức a la cuối cùng sứ thần đành phải vâng lệnh đức a la mà cướp người mẹ quá khỏi bầy con thơ và đưa về trời hoàn thành công tác nhưng xem chừng vị thiên sứ lại có vẻ buồn phải làm sao vui được trước cảnh chia ly giữa mẹ và con thấy sứ thần buồn đức a la gọi đến và đưa vào sa mạc ngài chỉ cho sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo đập nó ra tảng đá vừa vỡ đôi sứ thần ngạc nhiên vô cùng vì từ trong tảng đá một con sâu nhỏ từ từ bò ra. Chợt hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy, sứ thần bỗng thốt lên, ôi lại đấng tối cao, mầu nhiệm thay công cuộc sáng tạo của Ngài. Với sự khôn ngoan thượng trí và tình yêu vô biên, Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật bé nhỏ như con sâu kia, thì hẳn Ngài cũng sẽ không quên được bốn đứa trẻ mồ côi là con cái của Ngài, trích món quà Giáng sinh. 22. Vị Thánh là ai? Ngày kia một em bé theo mẹ đi chợ, từ nhà đến chợ, hai mẹ con đi qua một thánh đường nguy nga em bé ngước nhìn thánh đường rồi đưa tay chỉ mẹ và nói mẹ xem kìa những cửa kính màu bám đầy bụi trông chả đẹp tí nào bà mẹ không nói gì nhưng lại nắm tay con dẫn vào bên trong thánh đường từ bên trong thánh đường nhìn ra những cửa kính dơ bẩn xấu xí lại trở nên sáng chói và rực rỡ nhiều màu sắc tuyệt đẹp em bé ngạc nhiên mở to mắt nhìn Em thích thú đặc biệt khi ngắm nhìn bốn vị thánh trên cửa kính sau bàn thờ đang rực rỡ chói lòa nhờ ánh mặt trời chiếu thẳng qua. Vài ngày sau, trong một lớp giáo lý, tình cờ cô giáo hỏi: "Các em có biết vị thánh là ai không?" Trước câu hỏi bất ngờ, cả lớp đều thinh lặng, chỉ có em bé được mẹ dẫn vào nhà thờ hôm trước giơ tay xin trả lời. Em nói: "Thưa cô, vị thánh là người được ánh sáng mặt trời chiếu qua, trích món quà giáng sinh." 23. Người quét lá rừng có một người làm công, ngày ngày đi quét lá rừng rụng xuống, gom lại một nơi rồi hốt đi. Một hôm một đoàn người lên rừng chơi, thấy người quét lá họ rất đổi ngạc nhiên, và họ càng ngỡ ngơ khi biết rằng chính hội đồng thành phố đã thuê với số lương 7.000 đồng một tháng. Sau một hồi vãn cảnh, đoàn người trở về. Một số người tìm đến ông chủ tịch hội đồng thành phố đề nghị hủy bỏ phụ khoản chi tiêu cho việc quét lá rừng vì quá vô ích. Ông chủ tịch cũng như hội đồng chẳng hiểu căn do của phụ khoản kia, vì họ chỉ làm theo truyền thống, nên cuối cùng quyết định ngay giữa thành phố có một cái hồ rộng lớn, nước trong xanh, cây to in bóng mát, người qua lại dập dìu. Mọi người ca tụng nó là viên ngọc trai điểm trang cho thành phố. Nhưng lạ thay, một tháng sau ngày người quét lá rừng nghỉ việc, nước hồ trở nên đục ngầu bẩn thiểu, không còn thấy bóng người hóng gió ngoạn cảnh, quán xá bên bờ hồ vắng tanh. Cả thành phố trở nên buồn tẻ mà không hiểu tại đâu hội đồng thành phố nhóm ngay phiên họp bất thường để tra xét hiện tượng trên. Và sau cùng họ tìm ra nguyên nhân, do người phu quét là rừng nghỉ việc nên lá rừng rụng xuống, gió đùa lá bay tứ tung trên mặt đường, rồi rơi xuống hồ nước trong xanh, gây nên tình trạng ô nhiễm. Và ngay hôm đó họ tái dụng người phu quét lá với số lương còn cao hơn xưa, trích phúc. 24. Cái lưỡi Khi còn là nô lệ, triết gia Esope được chủ sai đi mua một thức ăn ngon nhất ông mua toàn lưỡi heo đem về làm thức ăn người chủ lấy làm là hỏi lý do ông đáp lưỡi là chìa khóa của tất cả những lý lẽ của sự thật nhờ nó mà con người được địa vị cao sang được nhiều người kính để trọng vọng lần khác người chủ sai ông ra chợ mua thức ăn nào dở nhất lần này ông cũng mua toàn lưỡi heo ông chủ ngạc nhiên hỏi tại sao ông đáp nếu nói về cái quý thì không gì quý hơn lưỡi nhưng tìm cái xấu thì không gì xấu hơn lưỡi trích phúc 25 lấy ơn báo oán. Có hai người thổ dân nam phi rất ghét nhau. Ngày kia một trong hai người gặp đứa con gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng, tên ấy liền bắt cô bé, lấy dao chặt hai ngón tay rồi thả ra. Cô bé vừa chạy về vừa khóc, bàn tay máu chảy ròng ròng. Còn tên hung thủ vừa đi vừa la lớn, trả được thù rồi. Ngày qua tháng lại, thấm thoát mười mấy năm, cô gái đã có chồng con. Một hôm có một tên ăn mày tới xin ăn, người đàn bà nhận ra đó là kẻ chặt tay mình, vội vàng trở vào nhà biểu đầy tớ đem sữa bánh ra cho ăn. Khi kẻ kia ăn no rồi, người đàn bà đưa bàn tay cuộc ra cho hắn coi và nói, tôi cũng đã trả được thù rồi. Tên ăn mày xúc động khóc ngất. Riêng bà kia vì đã trở lại đạo nên hiểu rằng nếu kẻ thù mình đói, hãy cho nó ăn, khác hãy cho nó uống. Có thể coi đó là hai cách trả thù, cách của người ngoại giáo và cách của người công giáo, trích phúc. 26. Dư luận hai cha con một bác nhà quê dắt con lừa đi ra tỉnh. Mới đi được một quãng thì gặp một người hỏi, cha, sao ông không để cho con ông cởi con lừa? Ô tôi chưa nghĩ tới điều đó. Nói xong ông bồng con cho ngồi lên lưng lừa. Đi được một lát lại gặp người khác nói, sao mày ngồi trên lưng lừa mà để cho ông già đi bộ? Mày xuống ngay đi cho cha mày cởi, phải đấy. Đứa con vội nhảy xuống đất đỡ cha mình lên lưng lừa. Đi thêm một đổi nữa họ gặp một mụ bán cá, mụ kêu lên, ông không mắc cỡ à, sao lại để thằng bé phải đi bộ dưới trời nắng như thế? Chị nói phải đấy. Ông già tuột xuống khỏi lưng lừa và hai người tiếp tục đi bộ như trước. Khi sắp vào thành phố, có mấy người nhìn chăm chăm và nói, sao hai cha con không biết cởi lên lưng lừa mà đi cho khỏe? Hai cha con nghe chí lý liền leo lên, nhưng con lừa mới đi được mấy bước đã quỵ xuống vì không chịu nổi sức nặng. Hai cha con lại vội vã xuống đi bộ và dắt lừa đi như trước, trích phúc. 27. Giá trị của một người bạn trăm năm. Một thanh niên đến gặp cha sở để xin học giáo lý hôn nhân, cha hỏi: Người vợ sắp cưới của con như thế nào? Thưa cha, cô ta đẹp lắm. Cha sở liền viết một con số không lên tờ giấy trước mặt. Rồi thế nào nữa con? Thưa cha, cô ta thuộc một gia đình giàu có. Cha sở viết thêm một con số không nữa. Rồi sao nữa con? Cô ta rất đảm đang cha ạ. À. Lại thêm một con số không nữa còn gì nữa không con? Thưa cha, cô ta thông minh lắm, thêm một con số không khác. Còn gì nữa không con? Thưa cha, cô ta rất đạo đức, cha sở mỉm cười nhìn anh và sung sướng viết một con số một trước những con số không vừa rồi, rồi nói. Cha chi vui với con vì con đã chọn được người bạn đời xứng đáng, trích phúc. 28. Lời khuyên bằng vàng một cha sở già kia có nhiều kinh nghiệm thường khuyên các đôi tân hôn như sau, khi các con thấy trong nhà sắp xảy ra cãi vã, các con hãy nói với nhau, để sáng mai rồi hãy gây gỗ. Sáng hôm sau các con sẽ thấy rằng việc hôm qua thật là nhỏ nhoi không đáng gây gỗ chút nào. Khi các con sắp có chuyện cãi vã, chúng con hãy ngậm hoài một ngụm nước lạnh cho đến khi ngụm nước nóng lên. Rồi cứ tiếp tục ngậm ngụm nước khác. Làm như thế các con sẽ bớt được những xô xát đổ vỡ trong gia đình, trích phúc. 29 chẳng cần phải xét mình trong lúc cha con nói chuyện một người bổn đạo nói với cha sở của mình khi đi xưng tội con không cần ngồi lâu ở nhà thờ để xét mình sao thế vậy anh làm thế nào để nhớ được mọi tội đã phạm con chỉ cần nói chọc vợ con một câu thì nàng sẽ nổi sùng lên và đọc cho con nghe một lô các thứ tội cả những tội con không phạm con chỉ việc lắng nghe tội nào có thì nhớ lấy tội nào không thì loại ra thế là xong công việc vừa mau lại vừa đúng sự thật nữa, trích phúc. 30. Làm thế nào chịu thế ấy? Một cha sợ ở miền núi trước khi lên giường ngủ quỳ xuống quay mặt về hướng nghĩa địa và cầu nguyện. Đêm yên lặng, những nấm mộ chập chờn trong bóng tối, những cây thánh giá lô nhô trong nghĩa địa. Tất cả những cái đó làm cho ngài cầu nguyện thật sốt sắng. Một đêm kia ngài nghe có tiếng chân người và tiếng đá rơi. Trong bóng tối ngài thấy một hình người đang trèo lên thành nghĩa địa và đi giữa những nấm mồ, một kẻ trộn, một tên điên. Qua đêm thứ tư, ngài núp sau một cây, ngài thấy rõ người lạ mặt đến quỳ trước ngôi mộ và khóc than thảm thiết. Cha ơi, cha có tha cho con không? Cha nói đi, cha nói đi. Cha sở nhìn kỹ và biết đó là một người bổn đạo trong họ. Người này đã ngổ nghịch làm cho người cha phiền muộn quá đến chết đi. Ồ con, con còn bị cắn rứt không thể nào ngủ được sao? Người bổn đạo khiếp sợ quá nhưng khi nhận ra tiếng cha sở thì định thần lại nói, Thưa cha, con không được bằng an chút nào cả. Hình ảnh cha con đang tức giận luôn theo dõi con. Con biết con đã xử tệ với cha con, con cái của con cũng sẽ xử tệ với con như vậy. Ngày mai con hãy đem con cái đến đây và xin chúng đừng bắt chước gương xấu của con đã làm. Mười năm sau, người bổn đạo đó chết và được chôn cất trong nghĩa địa ấy. Trong khi cha sở đang làm phép mộ, con cái ông ta lên tiếng nhạo báng và chửi rủa. Ôi các bạn trẻ, đừng bao giờ quên chuyện này, trích phúc còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen